Xin chào mọi người nhá. Clip này mình sẽ làm về khẩu 3Z Immortal Dragon. Bọn tia trước nó bá quá rồi, bắt buộc mình phải vác khẩu này vào lã vỡ mồm cho nó ra. Anh em đi phòng nào cũng thế thôi, bọn nó thể hiện được cái sự khát máu của mình. Và phòng này cũng thế, chiến binh không, zombie 8. Ở những cái con số thể hiện được cái sự thốn tươi rốn. Đây là khẩu 3Z lòng dài đây. Nó thông bọn này thì từ dưới thông lên luôn. Tuân là chúng ta kiếm cái chỗ nào đứng đã, cover đồng đội cho nó tốt. Mày chết là khói cũng bắn. Nói sẽ bắn bừa đằng nào cho chúng. Này thì chết này. Bàn thờ chưa gì đã thất thủ rồi chứ kia. Cái này thì lấy đâu ra người mà mình bảo vệ bây giờ. Mình bộ ổ ạn này thùng hàng. Ui giời ơi. Nó đi đến đâu thì chết đến đấy. Cũng chịu luôn. Không đỡ được. Kinh quá. Phải rỉa con tớ. Ui, anh diệt. Thằng cơ hội nhất năm. May mà mình tỉnh. Ôi cái gì đây. Bạn đừng làm mình sợ bạn ơi. Này còn headshot vàng. Sorry nhá. Kinh quá. Thanh niên hổ báo rơi là cái giáp của mình vẫn lao lên. Mình xin thỉnh thoảng làm quả táo chín cho nó mát ruột. Mày chết nữa này. Đồng vệ trưởng nha. Counter này á. Mất đáp bom nhá. Mất chạy nhanh nhá. Lên đây lên đây lên đây. Con này nó nãy giờ nó ăn lo mồm đạn của mình. Biết ngay mà. 7000 máu là cùng chứ gì. Bạn cứ làm mình bối rối. Liều luôn. Trời ơi, pha đấy biến hơi sớm. Mình sợ bắn tạch cơ. Kinh ơi. Trời ơi. Nhìn vào này thôi, tốt nhất là mình cứ chạy. Chạy được tí nào hay tí lấy, ăn kill làm cái gì. 1-2 kill không bỏ cái việc mà nó đánh đập mình dã man. Cứ cầm cái bồ cào nó cua như cua đũa đi. Úi giời ơi. Té thôi. Rồi hôm nay mình sẽ chơi sang bên này. Có định mạnh nó. Úi giời. Ôi thôi chết tôi rồi, thôi chết. Biết ngay mà rơi phát biết ngay. Vâng, một phát thôi là biết mặt nhau ngay. Định mày sao mày rơi chỗ đấy được, mẹo rượu chứ. Nhảy bình thường thì chả sao. Vâng, những lúc rơi một phát, nhiều thanh niên chửi cho sấp mặt. Toàn những thanh niên chết rồi, chửi thằng hero. Anh em chửi thế anh em có thấy nhục không? Mình thấy, nếu mà mình là mình nhục lắm đấy. Thực sự luôn. Toàn thằng chết đi chửi thằng khiêng thôi. Mày này. Rồi hay quá, bây giờ cái thằng tơ kìa nó chém vào đấy, nó gọi đi vào lòng người. Thằng này chết không biết tại sao. Sao lên đây làm cái gì, cái bọn này toàn rú nhau nghịch dại thôi. Gió nó to, nó tạt cho méo mồm từng thằng nữa thì gọi còn gọi gì là tia chớp. Nào ngồi mặt lên. Mày ngồi lên. Chảy cối à. Chảy cối chạy rồi, sợ ngay. Mình dọa cho mấy viên sợ ngay. Đồng đồng, nó gọi hội rồi. Bây giờ chính thức 500 anh em nó ra vã mình rồi. Ôi rồi. Ôi giời ơi, mất giáp một cái pha nó ngu người. Nó nhìn mặt thằng đấy nó bệnh hoạn vãi trưởng nè. Mình cứ thế mình lao ra. Ui, bom nữa, vào đây. Ôi ngắm gà quả thân tí. Lên đây. Sang đây này láo láo à. Bạn lên đấy, một mình vẫn không biến. Thôi biến thôi, đam luôn của bom. Mày ăn đi. Ui giời ơi, sao một toàn dính ở những cái thằng nó màu xanh hy vọng như thế này. Ôi lại bom nữa kìa. Vâng. Úi giời ơi, anh tôi, em kiểu. Còn tí trước, con tư, bom liên tục, sợ thật. Lại nhít thì bạn ấy không sống được. Mình nói thật như này, mình cho bạn này, các bạn có được làm hero không? Thương bạn VL thôi, mình chấp nhận. Thương thì cân đường hồi sữa. Định mệnh. Toàn những cái con nó đầu trâu mặt ngựa, nó ra nó vã mình như thế, sống ở mặt. Mình nói thật luôn, bây giờ parkour rời. Con tia chớp nó cứ đáp bom thôi, con tư cứ đáp bom thì chạy đường nào. Chỉ cần một quả bom một con tia chớp thôi. Cầm bom hay cầm lục nên là rơi ngay. Úi giời, ôi giời, đảo kìa. Thanh niên đảo như giang lạc vậy. Chạy đâu, chạy đi đâu, trong lòng chạy đi đâu. Mình cố cho hai bạn ăn nốt chỗ kill cuối cùng ấy trước khi chết. Không là chết thành ma đói, khổ lắm cơ. Đây, xác định hai đối tượng ở trên lóc Hoàng Lăng ăn kill chùa từ nãy giờ. Anh em ăn có đã đan lỏi mồm ra chưa? Giết mấy đứa rồi. 55 cầm quả bom à. Ui giời ơi. KC Gold. Đây thằng nữa. Giết cũng váy kìa, váy kìa. Mình không muốn nhìn đâu nhưng mà cuộc đời nó bắt buộc. Thằng nào chả chết. Bây giờ bọn nó canh me kinh lắm. Bây giờ hở ra một cái thôi là chết ngay. Anh em thấy sự không liệt của cái phòng này chưa? Không 10. Rồi. Ý giời ơi. Úi giời ơi. Không kìm ngáp. Một cái chết nó không kịp ngáp.
Đấy, đây, bây giờ thì các bạn bảo chơi ngu chơi gà đi đi. Hộ cái. Khổ lắm, cứ đéo hiểu. Mình cũng chịu. Bạn chết vào đây, bạn không hiểu, mình cũng không biết. Bởi vì mình là thằng hiểu. Mình chém một phát 6.000 rồi cơ mà. Thì bọn kia nó động nhẹ một cái cũng chết. Biết làm sao được. Cuộc đời nó giờ nó không đẹp lắm. Bóng khói mua cái nhà ba mịn ấy cho nên đen thế trời ơi. Rồi đi đâu? Mình làm đem vai từ Minotaur đấy. Đi đâu? Nó chém một cái thì trời ơi, nó gọi là xa tít mù khơi. Vâng, anh đầu sông em cuối sông mà vẫn chết cơ. Úi giời ơi, mấy thằng niên chạy nhanh. Chạy nhanh như ấy, ấy. Chưa gì người ta đã chạy rồi. Này thì nhảy cái này. Thế thì hàng đâu cho mình ăn? Thỉnh thoảng người tạo điều kiện, tạo cơ hội cho người ta đấy chứ. Đây chơi cục xúc quá. Úi giời ơi. Vâng, bạn ấy đội mũ con hổ. Nhưng mà thực ra bạn không giống con hổ lắm. Này chết này. Đây ơi, đây ơi. Chém chết luôn. Không cho con này sống, chặn đường thì chạy đâu. Rồi. Này thì bắn này. Mình lại cố cho bạn ăn nốt cứu cuối đấy. Ô sao này tiền Ruby à. Trời ơi ngại quá. Lại bị chửi Sabala ra. Rồi hai anh em trên kia bắn hộ mình cái anh em ơi. Tesla KC ơi. Định mệnh nó cho mình hồi máu ơi. Bây giờ nó lại bắn. Đùa bọn này nó rất là tinh nha. Nó rất là khôn nha. Khôn như ma ấy. Rồi lên luôn. Lung linh nào lên luôn. Rồi nó rũi kìa. Úi giời ơi. Ui, bây giờ hai con này còn tăng đam nữa thì cũng vỡ mồm. Rồi biến con này cho trâu máu. Giấy toàn rơi nhỉ. Đây mình đây. Mình đây. Ăn từ nãy giờ cũng lo rồi. Giàu rồi. Vừa thôi. Rồi thanh niên. Thôi tuần nó cứ chạy lùi định mệnh nữa. Mình tư yếu đuối. Tư hàng fake. Không có chạy nhanh. Không có đáp bom. Mình chỉ được mỗi cái trâu bò thôi. Rồi. Thằng này nó khôn vãi cái trở ra, nó không bị solo. Đấy rồi, rơi à? Rơi rồi, xa lắm, bảo rồi. Tuy chúng ta xa nhưng mà vẫn gặp nhau. Thế chứ. Cho cái bom này. Rồi những cái câu chat anh em vâng, đừng giết mình. Ôi dê, một câu nói câu này là mình thích đấy. Bạn nói câu này là mình cảm thấy trong lòng nó đầy chất hưng phấn. Trời ơi, hai thằng này nó làm rôm luôn, có biết là bọn nó ăn ở kiểu gì. Ba đứa đứng thì hai đứa làm rôm. Thì anh em biết là mình ăn ở như nào đấy. Không bao giờ cùng một ruộng bọn nó cả. Ăn ở tốt mà. Trời, anh về lúc nào chả thương. Rồi, thằng tớ chạy nhanh lắm. Nhìn mình cầm có 3Z sợ ngay anh. Tia chớp này. Sang đây. Có định mệnh cái thằng A12 nó cứng làng váng cái chỗ này làm gì nhỉ? Cứ che cái tầm súng của mình thôi. Rồi hay lắm, chết vợ rồi, chết dòng chết mòn rồi. Mình giờ lại đứng ở đây mình hưởng thụ một mình thôi. Nó không có tâm bố con thằng nào hết. Đây là việc của mình mà. Rồi, thỉnh thoảng anh em phải bơ đi mà sống. Ui, con tơ. Tớ nhảy xuống. Đấy, cho bạn có bom nhá. Quý lắm mới tặng quả vàng đấy. Chứ không phải thằng nào mình cũng tặng đâu. Bình thường mình tương cho cả tập thể nó ăn cơ. Đây nhường cho hắn bạn một mình một quả. Thấy có thằng nào tốt như vậy không? Ui giời, sao đi đâu cũng mặt ở sông quê thế. Mày lên hộ cái. Rơi, giời, quý bạn thế. Rơi. Nghĩ là lấp ló sau những hàng cây đó là anh tia chớp. Anh sinh anh đứng một mình vẫn sinh. Rồi anh em ơi, em chú rồi ôi, em trợ cái. Ôi giời đừng bắn. Trời ơi sao lại chơi nhau thế. Ôi giời biến thôi. Định mệnh nó đâu cho mình vào với. Còn cứ thêm nó rũi thôi, thế là thôi. Em lại rơi ngay dưới. Anh em nhiều khi nó ác quá. Nó ác như con tê giác ấy. Ôi giời ơi, con tơ tiến hóa chết rồi, hay đấy. Ngáo rồi, bắt đầu ngáo. Vẫn còn 4.500 máu cơ mà. Úi giời, nhâm nháy mình xin. Thôi, vừa phải thôi. Úi giời ơi, con 1.700 khiếp hồn con này. Quay đi ngoảnh lại chết luôn. Cố sống. Ui,
Ôi giời, nó vào đây luôn. Khốn nạn, vào mới nói chứ. Để người ta mở cửa. Và không, trận này không rơi, nó chém, chém chết đấy. Vâng, đừng giết anh Tiền, cười luôn. Mình chấp nhận câu này của bạn. Câu đầy tính chất anh em đoàn kết. Mình kết bạn rồi đấy. Là sao cứ thế mà phát huy nhá. Đúng rồi, giết anh Tiền tao oánh bỏ mẹ chúng mày đấy. Rồi ói, gặp đúng fan cứng rồi. Thôi em ơi, anh nói thế thôi, em hô nhiều quá, nó ghét, nó đâm ra, nó giết đấy. Rồi, ui giời, hai bạn đứng. Ôi, đây đây, tỉnh thoảng. Ui giời, ôi giời ơi, ăn cái giáp. Tỉnh thoảng la liếm tí, chơi cường thi. Bây giờ các bạn kích thì kích, clip cũng dài dài rồi. Bây giờ mình cứ thế, mình quẩy thôi. Rồi, hồi thì máu nó còn trăm máu này. Phí bây giờ nhá, mình vừa sinh gái mặc một bộ váy đỏ chuét này ra ngoài mà nó bắn một cái thôi, lại về với tuổi thơ dữ dội, ngu gì. Nó thanh niên này gọi mình gì đấy. Nói, biến luôn. Các bạn hồi nhiều máu lên này là con tơ này nó được cộng máu mà. Bình thường là con này chỉ 7.000 thôi. Nhưng mà nếu mà là zoom chủ châu máu ấy, nó được cộng thêm rất là nhiều. Ui ui rồi. Ui giời ơi. Có ai báo cảnh sát không? Bọn nó định hấp diêm tơ này. Định mạnh nó nữa. 10.000 vào có đúng 1.700. Mình định cân đôi đấy. Nhưng mà pha đây hơi ngu. Công nhận pha đây hơi tham. Nhiều khi ảo tưởng quá đáng là chết oan đấy thôi. Đây có clip không anh? Vâng, mình cũng rất là bối rối khi trả lời những câu hỏi như này. Bây giờ có một cái thôi là anh em xin luôn. Nhưng mà thôi, tính thoảng đổi gió tí. Trả lời luôn. Rồi. Bây giờ các bạn đừng giết mình nhé. Ui, sao đây là cái gì bạn ơi? Mày chết này. Lại định lại hiếm đổ súng à? Vâng bạn ơi, bạn phắn đi cho mình nhờ cái. Bạn cứ đứng ở bên ngoài có tư nó vụt lên một cái thôi là chết cả lũ đấy. Nói chung là cuộc đời bây giờ chúng ta cứ phải sống một mình nó mới hạnh phúc được. Rồi, các anh em nào hit bom không? Rồi, vào đây hit bom này. Thanh niên này có chạy theo bắn hộ mình nữa chứ. Quý vậy. Úi giời ơi, bạn chết rồi, xin lỗi nha. Vâng, mình lại không cứu được bạn. Số hơi đen. Nói chung là bạn đã đen này còn nắm lông nữa cơ. Rồi, con ôi giời, thanh niên này cho mình chạy cái. Mình chính thức là không dây với anh em trên bàn thờ nhá. Anh em tìm bọn nó mà giết. Ôi giời ơi, cái xe bom kìa. Nó bay qua mặt mình cứ như là pháo hoa ấy. Đuổi vào mặt đằng sau của thanh niên hỗ trợ nữa cơ mà, tuyệt vời quá. Ôi giời, headshot luôn. Quá mạnh. Khẩu lục này quá mạnh luôn. Làm gì? Tôi té. Úi giời. Sao đây giật vào đấy nhỉ? Ôi, cho con choáng, cho con tơ kia nó mù mắt nó đi. Bất còn con tơ nó đã bom được. Nói chung là số vẫn hơi nhỏ. Để anh hero kia mà giết nó ngay. Úi giời ơi. Nhấp nháy rồi. Mày chết. Định mệnh mà nó cứ từng bom như này. Bố mình cũng chả dám vào. Vào đây, vào lòng này. Thôi vào lòng cho bọn nó giết. Ôi cũng hết trận rồi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi nha.